Hôm nay giới thiệu anh em một con tự hành của Sony, mã là TC2850SD. Vì sao nói tự hành là bị tự hành? Bọn này nó có loa liền luôn trên máy. Con này thì nó rất nặng, nó nặng tầm khoảng độ 5 cân rưỡi đến 6 cân. Đấy. Con này thì trong cái dòng tự hành ấy thì nói chung là nhìn nó cũng 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 có cái gì đấy, nhìn nó cũng khá là đẹp và độc. Đấy. Chứ còn đằng thẳng ra Sony rất nhiều mã từ 2022, 20 rồi đến 2850, 29, 50 cái gì đấy. Đại khái là em không không về cái dòng tự hành em không không nắm nắm rõ nhiều. Nhưng mà anh em chơi khá nhiều mấy cái con này. Em thì em muốn cho nó phong phú mọi thứ thì em cũng mang về vài con cassette cầm tay, với lại là không hẳn là cầm tay vì nó toàn là dòng dòng cầm tay. Nếu mà nhỏ cái portable thì nó khác, nhưng mà cái dòng tự hành đấy, có con thì có FM, có con thì không, nhưng mà những con này là con nói chung là dòng cao cấp đấy, chứ không phải là không. Con này nó có cả đường 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 layout và là in nhá, có cắm cắm điện nguồn 100V này. Có cắm điện nguồn 100V, có dùng nguồn rời 6V đấy, có hai hàng hai đường vậy, có cả jack din cắm line layout sẵn, có cả đường AV layout em cắm thẳng ra âm ly đấy. Hai cái má này thì nó bằng nhôm nhôm phay, hai má bằng nhôm phay, mặt trước thì bằng nhựa, cái mạch này mặt bằng nhôm đấy. Nói chung là còn khá đẹp, hai đèn vu màu đen. Có một anh em nói thì kiểu như có mỗi dòng này là có đèn vu màu đen ấy, em thì em không không nắm rõ về cái này lắm. Nhưng mà cái dòng này thì không không test thu làm gì cả, vì căn bản là bây giờ đích ngon nó quá nhiều rồi, test thu con này chả giải quyết gì. Cái này thì anh em nghe về chơi nghịch nghịch để phòng ngủ, phòng làm việc, cái bày gì đấy để cô để kiếp đấy. Em thì băng ra thì con này thì bọn này nó làm ấy thì cứ cho băng như này nhá, ấn nó xuống, đóng nó nắp vào, bờ lây cắm điện vào bờ lây là nó có điện nhá. Cái này nó có cái volume ở đây, nếu mà anh em mà cắm cái này ra thì mặc định của nó là xuất âm ly rồi đấy. Còn cái volume này là volume dành cho cái speaker này, còn hai cái đường là hai đường in vào đấy, thế thôi. Còn lại là tông này, cái phần để nghe nhiều chép ít chép ấy, mỗi vậy thôi, còn chả có gì cả. Còn cái này đun bài thì mọi người off đi này, đun bài off này, cái tab select để nó normal nghe tiếng cho nó thoát này, còn cái limit thì để off đấy. Còn cái đường này nếu mà cắm line in thì là line đấy, còn cái này là mic này, còn là att thì chắc là cái mic cắm ngoài thì phải. Cái mic này này nếu mọi người muốn thu, ví dụ ngày xưa những cái thời điểm này ấy, khi mà người ta không có những cái thiết bị cao cấp như bây giờ, người ta muốn thu âm ấy, thì người ta cắm một lỗ mic này này đấy, xong người ta ấn vào cái đường này mic này xong jack là người ta thu tiếng nói vào cái băng này đấy, đơn giản như vậy thôi. Nghe rất rất hay phết đấy. Mười ngón tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện đến mây. Thấy chưa? Còn tôi đây em cắm sẵn nha, thì bật lưu ly lên thế này. Khác gì một con đích chưa? Rất ấm luôn, chi tiết dày dặn. Đấy, chơi mọi người thích thì cắm ra âm ly luôn cũng được. Đây, tua này. Đấy. Ôi nhớ thương sao những xuân đào, mùa xuân đẹp sao giờ đây.
Con này nó dùng đầu từ ferrite này, nó ghi rõ này, ferrite. Đây, đúng rồi. Đầu từ ferrite. Cái con này bật thì nó cũng hơi gọi là con này làm cái kiểu này nó cũng hơi khủng hoảng. Rồi, ok, thank you anh em nhá.